Chào mừng cả nhà đã đến với kênh tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây thì mình sẽ mang đến cho cả nhà những phần tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ không làm mất thời giờ cả nhà nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha. 850 người mất tích trong vụ cháy rừng ở Hawaii. Giới chức thông báo 114 người được xác nhận thiệt mạng, 850 người vẫn mất tích trong thảm họa cháy rừng ở đảo Maui của Hawaii hồi đầu tháng. Thị trưởng Maui Richard Bissen ngày 21 tháng 8 thông báo số người thiệt mạng trong vụ cháy rừng tăng lên 114, trong đó 27 người đã được xác định danh tính. Ông dẫn thêm số liệu tổng hợp từ Cục Điều tra Liên bang FBI và các cơ quan khác cho biết còn 850 người mất tích trong vụ cháy. Gần 1.300 người được cho là mất tích theo báo cáo ban đầu đã được xác định an toàn. Giới chức Hawaii công bố con số này khi Tổng thống Mỹ Joe Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden đến Maui hôm 21 tháng 8. Ông Biden gặp những nhân viên ứng phó tuyến đầu và lắng nghe thông báo tóm tắt về hoạt động ứng phó, cứu trợ. Tổng thống và đệ nhất phu nhân Mỹ quan sát thị trấn hậu bão lửa từ trực thăng và trên mặt đất. Sau cuộc quan sát bằng trực thăng, ông công bố thêm các gói cứu trợ và bổ nhiệm một điều phối viên ứng phó liên bang. Tôi cảm nhận được nỗi đau mà nhiều người ở thị trấn này, cộng đồng này gặp phải. Đó là cảm giác trống rỗng trong lồng ngực, như thể bị hút vào một hố đen. Chúng tôi sẽ ở bên các bạn, sẽ xây dựng lại thị trấn, ông Biden nói tại buổi họp báo cạnh cây đa 150 tuổi trái đen ở Lahaina. Nghị sĩ Hawaii Ryan Sack cho biết khoảng 85% khu vực bị cháy rừng ảnh hưởng đã được rào quét. Tính đến ngày 20 tháng 8, gần 2.000 người chưa có điện, 10.000 người không tiếp cận được sóng viễn thông, trong khi nước ở các khu vực phía Tây không đủ an toàn để uống. Nhà Trắng cho biết 1.000 nhân viên liên bang đã có mặt ở Hawaii để ứng phó. Washington cũng phân bổ hơn 8 triệu USD viện trợ cho các gia đình bị ảnh hưởng. Ông Jack nhấn mạnh, Maui vẫn trong giai đoạn ứng phó thảm họa và chưa tiến đến giai đoạn phục hồi. Tình hình thoạt nhìn rất tệ, nhưng thực ra còn tệ hơn. Điều mọi người không thấy là thiệt hại hạ tầng tiện ích khi hàng nghìn trẻ em bị chuẩn bị tụ trường vào mùa thu. Ông nói, thống đốc Hawaii John Wing cho biết quá trình rào quét 15% khu vực còn lại có thể mất vài tuần, nhiệt độ cao từ đám cháy khiến quá trình thu hồi hài cốt gặp nhiều thách thức. Tin kế tiếp, ông Kim Jong-un chỉ trích Thủ tướng Triều Tiên. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chỉ trích Thủ tướng Kim Tok-hun và các quan chức cấp cao về phản ứng vô trách nhiệm trước thiệt hại do lũ lụt. Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA ngày 22 tháng 8 đưa tin, lãnh đạo Kim Jong-un đã tới thị sát khu vực ở bờ biển phía tây đất nước sau khi một bờ kè có hệ thống thoát nước kém hiệu quả bị nước biển phá hủy, dẫn tới ngập hơn 560 hecta đất, trong đó có 270 hecta lúa. Ông Kim chỉ trích các quan chức rất vô trách nhiệm khi lơ là nhiệm vụ và nói rằng Thủ tướng Kim Tok-hun đã trị xét địa điểm bị tàn phá một hoặc hai lần với thái độ của người không liên quan. Ông Kim Jong-un nói rằng những năm gần đây, kỷ luật hành chính và kinh tế trong nội các con Kim Tok-hun bị lơ là nghiêm trọng, dẫn tới hậu quả là những người lừa nhát đang phá hỏng kinh tế đất nước bằng thái độ làm việc vô trách nhiệm, KCNA cho hay. Lãnh đạo Triều Tiên còn cho rằng tinh thần vô trách nhiệm và thiếu kỷ luật của các quan chức nước này chủ yếu do thái độ làm việc yếu kém và quan điểm sai lầm của Thủ tướng. Những nhận xét gay gắt từ lãnh đạo Triều Tiên làm dấy lên suy đoán rằng ông có thể sắp thay Thủ tướng Kim Tok-hun, người được bổ nhiệm vào năm 2020. Theo KCNA, ông Kim Tok-hun không đi cùng ông Kim Jong-un trong chuyến thị sát. Ông Kim Jong-un trước đó cũng đến thăm các trang trại bị ngập lụt ở huyện Abion, tỉnh Kangwon, miền đông đất nước và nói rằng khu vực này chịu thiệt hại nhiều hơn những khu vực khác, hoàn toàn do thái độ làm việc cực kỳ mang tính lề thói và vô trách nhiệm của quan chức địa phương. Triều Tiên có bảo vệ mùa màng là ưu tiên hàng đầu trong bối cảnh nước này đang đối mặt khủng hoảng lương thực ngày càng nghiêm trọng do các biện pháp đóng cửa biên giới ngăn COVID-19, cũng như ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Bản tin tiếp theo, Nhật Bản ấn định ngày xả nước phóng xạ ra đại dương. Nhật Bản thông báo sẽ bắt đầu xả hơn 1 triệu tấn nước phóng xạ đã qua xử lý ra đại dương từ ngày 24 tháng 8. Tôi đã đề nghị TEPCO nhanh chóng chuẩn bị cho việc xả nước thải theo đúng kế hoạch đã được cơ quan quản lý hạt nhân thông qua.
Dự kiến quá trình xả thải bắt đầu từ ngày 24 tháng 8 nếu điều kiện thời tiết cho phép. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết sáng 22 tháng 8. Nhật Bản tháng 3 năm 2011 hứng chịu thảm họa kép động đất và sóng thần, khiến nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi bị ảnh hưởng. TEPCO, đơn vị vận hành nhà máy, phải xử lý hàng trăm bể chứa 1,34 triệu tấn nước ô nhiễm dùng để làm mát lò phản ứng. Năm 2021, giới chức Nhật Bản bắt đầu lên kế hoạch xả dần nước thải đã qua xử lý xuống biển. Tokyo cho biết nước thải phóng xạ sẽ trải qua hệ thống lọc để loại bỏ các đơn vị phóng xạ, chỉ để lại tritium, một trong hai đơn vị phóng xạ của hydro. Dù tritium độc hại, nó vẫn tồn tại trong tự nhiên và các chuyên gia cho biết lượng tritium trong môi trường sẽ cực nhỏ do hòa lẫn với nước biển. Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đánh giá kế hoạch xả nước phóng xạ ra đại dương của Nhật Bản đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Cơ quan này cho rằng việc xả thải dần dần có kiểm soát sẽ có tác động phóng xạ không đáng kể đến con người và môi trường. Chính phủ Nhật Bản sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo kế hoạch được thực hiện một cách an toàn, ngay cả khi việc xả thải cần hàng chục năm để hoàn tất, ông Kishida cho biết thêm. Các nghiệp đoàn đánh cá từ lâu đã phản đối kế hoạch, cho rằng động thái sẽ xóa bỏ mọi nỗ lực khôi phục hình ảnh trong bối cảnh một số nước đã cấm nhập thực phẩm từ Nhật Bản sau thảm họa. Việc xả nước phóng xạ không mang lại lợi ích gì cho chúng tôi, ngư dân Haruo Ono, 71 tuổi, nói tại Shichimachi, cách nhà máy điện hạt nhân khoảng 60 km về phía bắc. Các nước láng giềng trước đó cũng phản đối, bày tỏ nghi ngờ về mức độ an toàn trong kế hoạch của Nhật Bản. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân hồi tháng 7 nói, Nhật Bản đã thể hiện sự ích kỷ và kiêu ngạo, không tham vấn ý kiến cộng đồng quốc tế. Trung Quốc đã cấm nhập khẩu hải sản từ 10 tỉnh Nhật Bản, trong đó có Fukushima. Hải sản từ các tỉnh khác cần phải trải qua kiểm tra phóng xạ và có bằng chứng nguồn gốc không nằm trong danh sách bị cấm. Các nhà hoạt động Hàn Quốc cũng phản đối kế hoạch, dù Seoul đã thực hiện nghiên cứu riêng, kết luận nước xả thải đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và tôn trọng đánh giá từ IAEA. Bản tin thứ tư, ông Zelensky, F-16 sẽ giúp Ukraine đánh bại Nga. Tổng thống Zelensky cho rằng cam kết cung cấp tiêm kích F-16 của Đan Mạch, Hà Lan khiến ông tự tin rằng Ukraine có thể giành chiến thắng. Chúng ta có thể tự tin rằng Nga sẽ thất bại, tôi chắc chắn Ukraine sẽ chiến thắng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trước đám đông người ủng hộ trước tòa nhà Quốc hội Đan Mạch hôm nay, đề cập quyết định viện trợ tiêm kích F-16 cho Kiev được Copenhagen công bố trước đó một ngày. Đại sứ Nga tại Đan Mạch Vladimir Balbin cùng ngày cho rằng cung cấp chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine sẽ khiến xung đột tiếp tục leo thang. Với cái cớ là Kiev phải tự quyết định điều kiện của hòa bình, những hành động và phát biểu của Đan Mạch cũng khiến Ukraine không còn lựa chọn nào ngoài tiếp tục đối đầu quân sự với Nga. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen ngày 20 tháng 8 thông báo nước này sẽ chuyển giao 19 tiêm kích F-16 cho Ukraine. 6 chiếc đầu tiên sẽ được chuyển đến Ukraine vào ngày đầu năm sau, tiếp theo là 8 chiếc trong năm 2024 và 5 chiếc vào năm 2025. Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Jakob Ellemann-Jensen nói rằng Ukraine chỉ được sử dụng những chiếc F-16 trong lãnh thổ của mình. Chúng tôi viện trợ vũ khí này với điều kiện họ chỉ sử dụng chúng để đẩy đối phương khỏi lãnh thổ Ukraine, không được phép xa hơn. Đây là những điều kiện áp dụng với mọi khí tài, trong đó có xe tăng và tiêm kích. Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cũng tuyên bố sẽ cung cấp số lượng tiêm kích F-16 chưa xác định cho Ukraine sau khi các điều kiện chuyển giao được đáp ứng. Hà Lan hiện sở hữu tổng cộng 42 tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất, nhưng không rõ còn bao nhiêu chiếc đủ khả năng vận hành. Giới quan sát đánh giá, đây là cam kết thực chất đầu tiên mà các đồng minh đưa ra về việc chuyển giao tiêm kích F-16 cho lực lượng vũ trang Ukraine. Đan Mạch và Hà Lan, hai quốc gia thành viên NATO, đang dẫn đầu các nỗ lực quốc tế để đào tạo phi công cũng như nhân viên hỗ trợ, bảo trì và cuối cùng là giúp Ukraine có được F-16. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 17 tháng 8 gửi thư tới những người đồng cấp Đan Mạch và Hà Lan để đảm bảo với họ rằng các yêu cầu chuyển tiêm kích F-16 cho Ukraine sẽ được chấp nhận. Hai quan chức Ukraine hồi tuần trước cho biết chỉ 6 phi công, tương đương một nửa trung đoàn không quân, đủ điều kiện tham gia phá huấn luyện vận hành F-16. Phá huấn luyện vận hành F-16 cho nhóm phi công này dự kiến kéo dài tối thiểu 6 tháng.
Tướng Sam Hacker, tư lệnh không quân Mỹ tại châu Âu UFIFE cho biết tiếp nhận tiêm kích F-16 không đồng nghĩa không quân Ukraine đã sẵn sàng chiến đấu. Tướng Mỹ cũng thừa nhận F-16 đáp ứng được một số yêu cầu tác chiến của Ukraine, nhưng không phải viên đạn bạc có khả năng thay đổi cục diện chiến trường. Sẽ cần thêm nhiều thời gian để xây dựng một vài phi đoàn F-16, đảm bảo không quân Ukraine có khả năng vận hành nhuần nhuyễn và làm chủ được khí tài. Điều này có thể mất 4 đến 5 năm. Bản tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong video tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay, cũng là bản tin hay, thú vị và hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ để biết được thông tin chi tiết của bản tin thứ 5 là bản tin như thế nào thì chúng ta hãy cùng bắt đầu với bản tin thứ 5 ngay bây giờ luôn nha. Ukraine nuôi tham vọng cô lập bán đảo Crimea. Ukraine đang cố gắng cô lập bán đảo Crimea bằng các cuộc tấn công vào những cây cầu, hạn chế dòng tiếp tế từ Nga qua quán đảo tới tiền tuyến. Ukraine hôm 16 tháng 8 công bố video xuồng không người lái Seababy do nước này sản xuất mang theo đầu đạn nặng 850 kg tấn công cầu Crimea nối liền lãnh thổ Nga với bán đảo Crimea vào ngày 17 tháng 7. Hai người thiệt mạng và một phần cấu trúc bị hư hại. Sử dụng xuồng không người lái, chúng tôi tiến hành vụ tấn công thành công cầu Crimea cũng như các cuộc tấn công gần đây hơn về tàu chiến và tàu dầu của Nga, Vasyl Malyut, người đứng đầu cơ quan an ninh Ukraine SBU cho hay. Ukraine ít khi lên tiếng nhận trách nhiệm với các vụ tấn công vào cơ sở hạ tầng Nga ở bán đảo Crimea hay trong nước Nga. Tuy nhiên, người đứng đầu SBU lần này dường như muốn cảnh báo về mối đe dọa hàng hải đối với đối thủ Nga. Chúng tôi đang tiến hành một số chiến dịch mới đáng chú ý, gồm cả ở Biển Đen. Tôi cam kết chúng tôi sẽ rất thú vị, đặc biệt với kẻ thù của chúng tôi, Malyut nói. Cầu Crimea, hay còn gọi là Cột Khư, kết nối lục địa Nga với bán đảo mà Moscow sáp nhập vào năm 2014. Vị trí chiến lược đã khiến nó trở thành mục tiêu tấn công kể từ khi xung đột nổ ra. Hồi tháng 10 năm ngoái, vụ nổ lớn trên cầu Crimea làm sập hai nhịp và khiến 5 người thiệt mạng. Nga khi đó cáo buộc đặc nhiệm Ukraine tấn công khủng bố, dù Kiev không thừa nhận. Sergei Asinov, người đứng đầu Crimea do Nga bổ nhiệm tuần trước cho biết, hai tên lửa của Ukraine đầy bắn hạ trên eo biển Kherson. Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc lực lượng Ukraine đã cố tấn công cầu, phía Ukraine không bình luận về cuộc tấn công. Giới quan sát cho rằng, mục tiêu của Ukraine khi nhắm vào cầu Kherson là làm suy yếu vị thế của Nga trên bán đảo và làm cản trở Moscow tiếp tế cho lực lượng Nga ở miền nam Ukraine. Sau khi đưa quân vào Ukraine cuối tháng 2 năm 2022, Moscow đã thiết lập và sử dụng hành lang bộ nối lục địa Nga với các vùng lãnh thổ mới sáp nhập gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia như tuyến hậu cần quan trọng. Tuy nhiên, pháo tầm xa mà Mỹ cung cấp cho Ukraine vào năm ngoái đã đưa phần lớn khu vực đó vào tầm bắn, buộc Moscow phải phụ thuộc nhiều hơn vào cầu bắc qua eo biển Kherson. Lực lượng Ukraine đã giành lại khoảng 250 km vuông lãnh thổ kể từ khi phát động cuộc phản công hồi đầu tháng 6. Tuy nhiên, đà tiến công đã bị cản trở bởi những bãi mìn dày đặc, tuyến phòng thủ nhiều lớp và sức mạnh không quân của Nga. Hậu cần là mọi thứ, từ bánh mì tới xe tăng, Menet nói, viện dẫn lời của chỉ huy lực lượng viễn chinh Mỹ trong Thế chiến thứ nhất, John G. Bertin. Bên lính quyết định chiến thắng trong từng trận đấu, còn hậu cần quyết định chiến thắng trong cả cuộc chiến. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video của mình ngày hôm nay nhé. Và để ủng hộ cho kênh, cả nhà hãy cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký, cũng như là bật nút chuông phía bên dưới để nhận được những thông báo khi kênh của tụi mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ, thay mặt cho ekip của Tin Tức Nóng Chọn Lọc ngày hôm nay, thì mình xin cảm ơn cả nhà đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua và sẽ mong trong thời gian tới, cũng như là trong tương lai sắp tới, được nhiều hơn nữa sự ủng hộ từ quý vị khán giả trong và ngoài nước luôn nha. Và bây giờ thì xin kính chào, tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà vào những tin tiếp theo nha. Tạm biệt cả nhà.